Dòng Nguyễn xin chào bà cô chú anh chị em mình đã trở lại với kênh Dòng Nguyễn Phát Ẩm Thực Cuộc Sống Trung Quốc. Thì hôm nay thì Dào sẽ vào bếp để nấu cái món sâm bí đao để uống cho giải nhiệt mùa hè cả nhà. Dạ sẽ chuẩn bị những nguyên liệu như sau. Đây là bí đao đây là lan quả cả nhà, và hả trái nhỏ thì Dào sẽ dùng 5 trái. Ở đây là dứa và ở đây một ít thục địa để mà mình nấu cái nước cho nó màu đen cả nhà. Đây là đường phèn, hôm nay Dào sẽ nấu chung với đường phèn cả nhà. Bây giờ mình sẽ đem đi nấu luôn nha. Bí đao này mình sẽ đem nó sắc ra. Bây giờ sẽ bắt lên một nồi nước sôi cả nhà. Lan quả này mình sẽ bỏ vào, mình sẽ bỏ cái lan quả này vô trước để cho cái nước nó cho lan quả ra nước cá chóc cả nhà. Thì cái mùa hè thì mình nấu một nồi xong bí đao uống rất là mát luôn cả nhà. Thì bên đây chỗ có vợ thì không có bán dừa, nếu mua dừa thì mua trên mạng, nhưng mà gửi tới đây thì dừa nó không còn ngon, nó không còn ngọt nữa cả nhà. Cho nên mỗi lần trời nóng thì giờ sẽ nấu là xong bí đao uống nha. Thì khi mà bỏ lan quả vào rồi thì giờ sẽ cho ít lá dứa vào luôn. Thì cái lá dứa này để cho cái nước của mình nó sẽ được thơm nha cả nhà. Thì khi mình để lan quả lá dứa vào rồi mình sẽ đậy nắp lại, mình sẽ đem đi bí đao đem sắc nha. Đây bí đao sáng giàu đi chợ cả nhà, mua được một trái bí đao như thế này. Thì giờ mình sẽ đem bí đem sắc. Thì giờ sẽ sắc cái phần dày chút xíu, khi mình nấu bí nó sẽ mau nát cả nhà. Thì giờ sẽ sắc lên như thế này để hồi nấu ha. Thì tùy theo mỗi người thích sắc như thế nào mình sắc, còn giờ sẽ sắc như thế này cả nhà, sắc bí như thế này. Thì hồi sáng là mua một trái bí là 3 kg, 3 kg Trung Quốc là tương đương ký Việt Nam mình là 1,5 kg cả nhà. Nhưng mà giờ lấy có nửa trái là hơn nửa trái xíu để giờ nấu xong thôi, nửa trái lại chiều giờ sẽ nấu canh ha. Sắc cái bây giờ cũng được hết rồi cả nhà, thì sắc như thế này nha. Bây giờ mình sẽ coi, mình sẽ bỏ vào nồi luôn. Bây giờ sẽ cho cái thục địa này vào luôn cả nhà. Thì thục địa này dạo mua trên mạng á, ở trên mạng sẽ có bán nha. Tiếp theo nữa giờ sẽ cho bí vào luôn. Đường giờ sẽ bỏ vào sau cả nhà, khi nào mà bí nó nát rồi đó mình sẽ bỏ đường vào. Bây giờ mình sẽ bỏ đường vào thì nó không được ngon. Thì hôm nay cái món xong bí đao này của Dào thì nấu rất là đơn giản cả nhà, không có mất thời gian đâu, nhưng mà uống rất là mát luôn. Bây giờ mình cũng bỏ vô xong rồi cả nhà, mình sẽ đậy nắp lại mình nấu, mình sẽ để cho lửa riu riu thôi, mình không có để lửa quá lớn nha. Đó, thì khi mình bỏ cái lá quả vào, thục địa vào, lá dứa cả nhà rất là thơm cả nhà, rất thơm luôn. Bí đao này mình sẽ bỏ đường vào luôn cả nhà. Thì bí đao thì giờ sẽ nấu như thế này cả nhà, và giờ sẽ đã tắt lửa rồi, thì giờ sẽ để cho nó nguội và giờ sẽ lấy cái lượng đó thì mình sẽ lược lại một lần nữa, mình để bỏ vào chai. Là một nồi sâm bí đao thì giờ được bao nhiêu chai đây cả nhà. Bây giờ mình sẽ bỏ vào tủ lạnh nha, mình sẽ bỏ ngăn mát để mình uống nha. Còn mình không để tủ lạnh nó sẽ bị hư nha cả nhà. Bây giờ sẽ kết thúc video tại đây, hẹn gặp cả nhà vào những video tiếp theo cả nhà. Thì sâm cái màu rất là đẹp luôn.